Trần Bình An, tuổi nhỏ tuy rằng thiên tư ngu dốt, nhưng ý chí kiên nghị, tâm như gương sáng. Thời điểm 5 tuổi cha mẹ đã qua đời, hắn dựa vào gánh nước cùng đưa thư giúp hàng xóm mà sống sót. Thời kỳ thiếu niên trưởng thành sớm, làm người hướng nội lại am hiểu tâm kế, bị Tể Tĩnh Xuân ảnh hưởng, hành sự khiến các phương cự đầu âm thầm chú ý. Lúc tuổi trẻ đi khắp hạo nhiên thiên hạ, man hoang thiên hạ, kiếm khí trường thành, kết giao rất nhiều bằng hữu, cũng bái văn thánh lão Tú Tài vi sư. Về sau đóng giữ nhiều năm ở kiếm khí trường thành, cùng Ninh Diêu bày tỏ tâm ý, định ra hẹn ước 10 năm, nghe nàng nói tương lai muốn gả cho thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Vì vậy Trần Bình An có mộng tưởng mới, hắn luyện quyền là vì sống sót, không cô phụ mẫu thân hy vọng, mà luyện kiếm là vì mình. Một ngày kia mang theo cô nương yêu dấu ngự kiếm phi hành. Hiện tại là tông chủ Lạc Phách Sơn, tu vi ngọc pháp cảnh kiếm tiên, võ phu quy chân thập cảnh, tu luyện công pháp kiếm khí thập bát đỉnh, kiếm thuật chính kinh cùng hám sơn phổ.